Ở trận đấu tâm điểm của sự kiện UFC 274, Charles Oliveira đã đánh bại Justin Gaethje bằng một đòn khóa hiệp 1. Dù giành thắng lợi xong, Oliveira buộc phải đánh thêm một trận nữa nếu muốn đòi lại chiếc đai hạng nhẹ bởi sự cố lố cân trước trận. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau trận, Oliveira tuyên bố sẵn sàng chạm trán với bất kỳ ai nhưng thừa nhận ưu tiên Conor McGregor. "Này Dana, tôi không quan tâm ngại cho tôi đấu với ai. McGregor, ông có muốn thượng đài với tôi hay bỏ chạy?" Ngay sau đó, tay đấm người Ireland cũng đã có lời đáp trả trên trang cá nhân. McGregor cho hay chưa muốn trở lại hạng nhẹ. Dù vậy, McGregor có thể cân nhắc lời đề nghị này. "Tôi không chắc mình muốn cắt cân để trở lại hạng nhẹ. Tôi muốn xây dựng bản thân giống như một chiếc máy điều hòa. Tôi muốn đấu với cân nặng hiện tại. Dù vậy, tôi rất thích đấu với các võ sĩ Brazil. Tôi hiện bất bại trước các võ sĩ Brazil. Tôi đã hạ knockout tất cả họ và tôi đang suy nghĩ về điều này." Trong buổi fan meeting của GAM, Optimus đã có những chia sẻ với Thể thao.vn về việc nhà vô địch VCS ở mùa xuân 2022 dự SEA Games trong khi áo quần SGB góp mặt tại MSI. "Mình nghĩ đây là một quyết định đã được cân nhắc kỹ bởi ban tổ chức cũng như lãnh đạo của GAM. Do đó, mình không thể đưa ra nhận xét cụ thể cho quyết định này. Tuy nhiên, về mặt lợi ích, cho dù GAM đi MSI hay SEA Games thì đều có lợi cả. Ví dụ như hôm nay, SGB là một đội tuyển còn rất non trẻ, nhưng họ được vươn ra thế giới. Nó cho thấy việc các tuyển thủ trẻ luôn có cơ hội. Điều này sẽ thúc đẩy một điều gì đó trong họ. Còn việc GAM đi SEA Games sẽ mang sự chắc chắn hơn về tấm huy chương vàng cho đất nước. Dù là đội nào đi giải nào thì cũng đều mang lại lợi ích cho chúng ta." Về tranh cãi việc SGB tham dự MSI có thể đe dọa suất thi đấu thứ hai của VCS ở chung kết thế giới, Cường Bảy Núi cho biết: "Mình nghĩ quan điểm này là đúng chứ không sai, nhưng cá nhân mình có một quan điểm khác, đó là việc SGB đi ra thế giới sẽ cho chúng ta cơ hội vực dậy cộng đồng trẻ. Đồng thời, chúng ta cũng không chắc chắn được liệu GAM đi ra thế giới thì có thể mang về thành tích tốt hơn hay không. Bởi vì thể thao thì không nói trước được điều gì. Suy nghĩ để GAM đi MSI, hay nếu SGB thi đấu không tốt làm mất suất ở chung kết thế giới sẽ thật bất công với cả hai đội tuyển. Dù là bất kỳ đội tuyển nào đi chăng nữa, thì họ vẫn sẽ cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo của chúng ta. Điều người hâm mộ cần làm là đặt niềm tin và ủng hộ thay vì nghi ngờ họ." Đêm qua, đội tuyển Liên Quân Mobile Sài Gòn Phantom đã xuất sắc giành chiến thắng trước đối thủ VGaming với tỷ số hủy diệt 4-0, qua đó chính thức lên ngôi vô địch đấu trường danh vọng mùa xuân 2022 và mang về 900 triệu đồng tiền thưởng. Sau khi trận đấu kết thúc, mọi sự chú ý đổ dồn vào lễ bốc thăm chia bảng AIC 2022. Lão Tham Miro đưa Sài Gòn Phantom rơi vào bảng B tử thần với sự góp mặt của One Team và Valencia Esports. One Team chắc chắn là đối thủ đáng gờm nhất của những bóng ma xa thành tại AIC khi họ là nhà vô địch khu vực Đại Bắc Trung Hoa. Trong khi đó, Valencia dù đã xuống phong độ rất nhiều trong giải đấu quốc nội của Thái Lan, nhưng mà trình diễn của họ ở các sân chơi quốc tế như AIC vẫn luôn được đánh giá cao. Đương kim áo quân của đấu trường danh vọng mùa xuân 2022 sẽ phải đối đầu với nhà vô địch của khu vực Thái Lan, Vacant Time, cũng như hạt giống số 3 Đại Bắc Trung Hoa, Map Team, để tìm cho mình một tấm vé vào vòng knockout. Trong số 3 đại diện của Việt Nam tại AIC, Flash rơi vào bảng đấu dễ thở nhất. Họ chỉ phải chạm trán với hai cái tên không mấy nổi bật là Starry Hope và Nova Esports, cùng với đó là Talent Esports, đội tuyển top 2 tại giải quốc nội Thái Lan. AIC 2022 có mức tiền thưởng cao kỷ lục 46 tỷ đồng, quy tụ 16 đội tuyển từ 10 khu vực trên khắp thế giới. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 5. Mới đây, T1 đã công khai chính thức tài khoản Weibo của các thành viên. Với danh tiếng lẫy lừng, Faker thu hút đông đảo số lượng theo dõi. Bên cạnh những người thật sự yêu mến Faker, có thành phần anti-fan, những đối tượng sẵn sàng công kích quỷ vương bằng mọi cách, thậm chí buông lời lẽ thiếu văn hóa. Theo đó, phía dưới bài đăng của Faker, không ít bình luận xúc phạm ngôi sao của T1 khi liên tục đề cập đến ngày cứu mẹ với hàm ý cà khịa. Với người hâm mộ Faker, ác hẳn đều biết tuổi thơ của ông thiếu vắng tình cảm từ mẹ. Faker lớn lên trong sự chăm sóc của bố và bà. Những bình luận xúc phạm Faker hiện đều đã bị xóa, và người hâm mộ kỳ vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý của Lisa Hook. Faker cùng các đồng đội đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước thềm khởi tranh MSI vào ngày mai, với trận khai màn gặp Sài Gòn Buffalo vào lúc 15 giờ.